kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể dễ dàng bị vướng vào vòng quay của công việc mà quên đi mất thói quen đứng dậy để giải phóng cơ thể. Trên thực tế, việc ngồi quá lâu trong một tư thế có thể dẫn tới rất nhiều tác hại vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Dưới đây là những tác hại mà bạn có thể gặp phải chỉ vì thói quen ngồi lâu tại một chỗ. Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang báo Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Gây suy giảm tuổi thọ, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ngồi ít hơn 3 tiếng một lần có thể giúp tăng tuổi thọ của bạn lên tới 2 tháng. Trái lại, cứ ngồi lì một chỗ suốt nhiều tiếng đồng hồ lại vô tình làm rút ngắn tuổi thọ của bạn. Do vậy nếu bạn muốn khỏe mạnh và sống lâu hơn thì nên áp dụng nguyên tắc ngồi ít đứng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. gây tổn thương các cơ quan nội tạng. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng ngồi quá lâu trong một tư thế có thể làm tổn thương các cơ quan bên trong cơ thể bạn. Bởi lẽ khi bạn ngồi lâu thì mạch máu sẽ bị gián đoạn vì nó bị co thắt các động mạch ở chân, từ đó gây cản trở quá trình lưu thông máu và dẫn đến tình trạng huyết áp cao. Gây thiếu hụt năng lượng. Có thể bạn không để ý nhưng khi ngồi quá lâu trong một tư thế thì nguồn năng lượng của bạn sẽ dần bị rút đến cạn kiệt. Tuy nhiên, bạn chỉ cần đứng dậy vươn vai hít thở, đi lại xung quanh và uống một chút nước thì nguồn năng lượng này có thể hồi phục lại ngay tức khắc. Sau bữa trưa, để tránh cảm giác uể quài xuất hiện vào buổi chiều, bạn nên đứng dậy đi bộ vài vòng xung quanh công ty để khôi phục nguồn năng lượng của mình. Gây ảnh hưởng đến nồng độ cholesterol Chỉ cần tiêu thụ nhiều chất xơ, giảm chất béo, bão hòa và không ngồi quá lâu một chỗ thì nồng độ cholesterol của bạn sẽ luôn giữ ở trạng thái ổn định. Thế nhưng, nếu bạn cứ ngồi liên tục suốt nhiều giờ thì nồng độ cholesterol có thể tăng cao lên bất thường. Hình thành các tư thế xấu, ước tính rằng tại Mỹ có đến hơn 50% người mắc phải rất nhiều tư thế xấu. Lý do là vì khi bạn ngồi một chỗ quá lâu thì nó có thể hình thành các vấn đề như mất cân bằng cơ bắp, cong cột sống và tăng cân mất kiểm soát một số dấu hiệu cho thấy bạn đang có những tư thế xấu là ngồi trượt người xuống ghế, đứng ngửa ra sau, dựa vào một chân khi đứng. Tất cả những điều này đều là dấu hiệu cảnh báo bạn đang hình thành nên những tư thế xấu có thể kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe nguy hại. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh ung thư Một trong những loại bệnh mà bạn có thể gặp phải là do thói quen ngồi nhiều gây ra bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, bạn cần chú ý thay đổi thói quen này và điều chỉnh chế độ ăn trong ngày để ngăn ngừa nguy cơ mắc phải căn bệnh trên. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, nữ giới dành hơn 6 tiếng chỉ để ngồi một chỗ làm việc có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư lên tới 10%. Do đó hãy tích cực hoạt động nhiều hơn để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tối đa. Gây căng thẳng mệt mỏi thường xuyên và ảnh hưởng đến não bộ có rất nhiều thói quen là nguyên nhân dẫn tới tình trạng căng thẳng, mệt mỏi trong ngày. Trong đó, thói quen ngồi lâu một chỗ sẽ gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh của bạn, từ đó làm tăng cao nguy cơ mắc chứng trầm cảm, mất ngủ, suy giảm sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, ngồi quá lâu không chỉ làm ảnh hưởng tới não bộ mà còn gây suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Vì vậy, bạn nên chủ động đi lại xung quanh nơi làm việc nhiều hơn để ngăn ngừa các tác hại xảy ra đến với não bộ. gây tổn thương lưng và tăng cân mất kiểm soát. Rất nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguyên nhân lớn dẫn tới tình trạng đau lưng dưới là do duy trì một tư thế ngồi quá lâu tại chỗ. Tư thế ngồi tốt nhất mà bạn nên áp dụng khi ngồi làm việc là dựa thẳng lưng vào ghế. Hai tay song song với mặt sàn, hai chân tạo góc 90 độ so với cơ thể và máy tính nên để gần với tầm tay hoạt động. Ngoài ra, việc ngồi quá lâu một chỗ còn gây tăng cân mất kiểm soát, việc tập luyện đều đặn và ăn uống khoa học là hai phương pháp hữu hiệu, hiệu giúp cải thiện cân nặng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn ngồi một chỗ suốt nhiều giờ đồng hồ liên tục, có thể gây cản trở quá trình trao đổi chất và khiến cân nặng tăng lên nhanh chóng. Do đó, cứ sau 45 phút, bạn nên chủ động đứng dậy đi lại để giúp giải phóng năng lượng dư thừa trong cơ thể. Từ đó sẽ ngăn chặn mỡ thừa tích tụ lại ở vùng bụng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.